ta gạt tiếp một lần nữa cái tay khóa. Rồi. Ok. Khi mà cái cuộn á nó trôi vô bên trong như vậy là cái lò xo bên trong nó vẫn được hoạt động bình thường mọi người ha. Khi mà nó đứng được ở giữa là các cái chốt của cái nắp thùng nó vẫn hoạt động bình thường. Ok. Thì đấy là toàn bộ các cái phụ kiện mà quan trọng nhất của một cái nắp cuộn. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của DNA Auto. Và trước mặt mọi người đây là một chiếc xe Ford Ranger 2019. Trên đó đang có một cái mẫu nắp thùng cuộn cơ. Mẫu này là của Cariboy, nhập khẩu từ Thái Lan mọi người ha. Mẫu nắp thùng rất là phẳng, đẹp, bằng nhôm, rất là chắc chắn. Mẫu này thì được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan luôn mọi người ha. Thì khách hàng mang tới đây để anh ấy thay cái mẫu nắp thùng cuộn này, đổi lấy một cái thành thể thao. Đó. Thì bên DNA Auto chúng tôi nhập lại cái mẫu nắp thùng này. Và bây giờ sẽ lên một cái video chi tiết để cho mọi người thấy được cái mẫu nắp thùng này nó đang trong tình trạng như thế nào. Và nếu anh chị em nào chúng ta cần mua cái mẫu nắp thùng cuộn kéo như thế này để sử dụng với một cái giá rất là tốt thì xin vui lòng ghé ngay DNA Auto để xem thực tế cái mẫu nắp thùng này. Hoặc nếu mà quý anh chị xem xong cái video này mà thấy cái mẫu nắp thùng này nó rất là phù hợp rồi thì liên hệ ngay tới nhân viên tư vấn tại DNA Auto, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý anh chị em chúng ta mua được cái sản phẩm này. Bây giờ chúng ta cùng đi xem chi tiết mọi người nhé. Đây một cái mẫu nắp thùng mà được làm bằng nhôm, được làm bằng nhôm mọi người nhé, sơn tĩnh điện màu đen mờ. Đó, mẫu này thì khách hàng cũng đi khá là ít nên mọi người có thể thấy gần như là nó không có chảy xước. Đó, cái này nó chỉ là nhôm nó cũ nha, nhôm nó cũ thì cái màu nó sẽ hơi bạc một chút xíu. Đó, nhưng mà về chảy xước thì không có, vì cái này khi chúng ta mà xước cái phần sơn của nó ra chúng ta thấy bên trong cái màu trắng sáng của nhôm ngay. Đó, ở đây thì chúng ta thấy cái màu nó khá là đồng đều. Nó chỉ do là nó bị cũ thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta kiểm tra các cái phụ kiện của nó nhé. Về cái phụ kiện của cái nắp thùng Cariboy như thế này thì trước hết là chúng ta sẽ giật thử cái bực. Đó, cái móc của nó còn tốt thì nó sẽ khi mà đóng lại như thế này mọi người, nó sẽ khóa luôn cái bực sau và chúng ta không mở được nhé. Khi chúng ta muốn mở cái bực sau này thì chúng ta phải mở cái nắp thùng ra ha. Ok, ở cái bình sau xuống. Thì ở cái bình sau mọi người cũng có thể thấy này, đây là một cái thanh nhôm mà trên cái thanh nhôm nó có một cái vị trí này thì để ngàm cái khóa từ trên cái nắp thùng xuống đến đây mọi người ha. Thanh này thì được bắt chặt vào cái bình sau và để nó sẽ khi mà khóa cái nắp thùng nó sẽ giữ cái bình sau luôn. Ok. Thì khi mà muốn mở cái nắp thùng này ra thì ở cái phần giữa này nó sẽ có hai cái chốt ở đây. Đó. Và chúng ta sẽ không thể đẩy vô được bên trong. Đó, nếu mà chúng ta muốn đẩy vô ở bên trong nha thì chúng ta gạt tiếp một lần nữa cái tay khóa. Rồi. Ok. Khi mà cái cuộn á nó trôi vô bên trong như vậy là cái lò xo bên trong nó vẫn được hoạt động bình thường mọi người ha. Khi mà nó đứng được ở giữa là các cái chốt của cái nắp thùng nó vẫn hoạt động bình thường. Ok. Thì đấy là toàn bộ các cái phụ kiện mà quan trọng nhất của một cái nắp cuộn mọi người ha. Ok. Thì chúng ta vô về phía bên trong. Về phía bên trong thì hai cái thanh ray này thì bằng nhôm thì rất là cứng chắc rồi. Chúng ta còn các cái bộ phận như là ống nước, ngàm. Ngàm này thì còn đầy đủ nha mọi người nhé. Anh em chúng tôi đang tháo ra một số cái bát ngàm rồi. Ok. Bên trong thì nó có một cái hộp đựng. Hộp này là bằng composite mọi người nhé. Đó, có hai cái ống nước đi ra bên ngoài luôn. Rồi. Ở một cái bộ phận khóa này á thì bên trên á thì nó sẽ gồm một cái tay khóa như vậy. Đó, các cái chốt ngàm rất là chắc chắn ha. Đó, và đây là cái móc này. Móc này là để nó móc vô phía bên dưới bẩn xe đó mọi người ha. Móc vô đây. Ok. Đó, thì là tổng quan của một cái mẫu nắp thùng cuộn cơ Cariboy Thái Lan. Ok. Rồi. Chắc chắn mọi người ha, mẫu nắp thùng này rất là cứng nha mọi người nha. Chúng ta trèo lên đây thoải mái luôn, chắc chắn lắm, hàng Cariboy Thái Lan. Thái Lan này được cái họ thiết kế khá là phức tạp. Mấy cái part của cái nắp thùng Cariboy này rất là phức tạp nhưng mà được cái là cứng cáp. Ok, thì đó là tổng quan và chi tiết của cái mẫu nắp thùng cuộn cơ Cariboy Thái Lan dành cho xe Ford Ranger từ đời 2013 tới 2023 luôn mọi người ha. Cái mẫu này nó phù hợp với những ai mà chúng ta chở đồ thấp mà đôi khi lại chở đồ cao đó. Khi mà chúng ta muốn chở cái đồ cao ấy, thì chúng ta mà mở hẳn cái nắp thùng này ra và trượt vào bên trong, chúng ta có thể sử dụng nguyên cái khoảng không của cái thùng sau. Tuy nhiên mọi người lưu ý là cái mẫu nắp thùng cuộn Cariboy như thế này nó sẽ không có chống nước hoàn toàn 100%, nên nếu mà
anh chị em nào mà chúng ta đang chở cái hàng mà cần chống nước 100% ấy, thì chúng ta lưu ý là phải cân nhắc thật kỹ nếu mà muốn dùng cái mẫu nắp thùng này. Còn nếu mà ai mà chúng ta không cần quan tâm quá về cái việc là chống nước 100% ấy, thì cái mẫu nắp thùng này thực sự nó phù hợp với rất là nhiều người luôn mọi người ha. Ok, thì nếu mà anh chị em đang thấy cái mẫu nắp thùng này nó phù hợp với cả cái nhu cầu của anh chị em thì xin vui lòng ghé Dineo Tu hoặc liên hệ tới nhân viên tư vấn để mua cái mẫu nắp thùng này. Chúng tôi sẽ tháo ra ngay sau đây. Rất cảm ơn mọi người đã xem video này và mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để xem thêm các cái mẫu nắp thùng và đồ chơi mới nhất dành cho xe bán tải. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.